Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh 1001 câu chuyện. Và ngày hôm nay mình khoe là mình mới mua được rất là nhiều cái sticker ở shop Bếp Chibi nha. Có cái sticker khổng lồ luôn, 30.000 đồng, không biết có bạn nào đã mua chưa. Rất là đẹp luôn nha. Nó có tới 2 tầng lận nè, thấy không, 2 tầng lận. Tầng thứ nhất, wow, trời ơi, hãy xem nè nha. Nào là có cái giường nè, đó, có cái giường, rồi có cái này, bánh hamburger, rồi hộp quà luôn. Một bạn gấu là bác sĩ luôn, trời, phải chi có bạn này sớm là mình sẽ cho bạn ấy đóng vai là cô y tá. Rồi, còn có bánh nè, giường kiểu thứ hai, giường kiểu thứ ba, váy, đó, một ngôi nhà mini luôn. Trời ơi, cái váy gì mà đẹp quá đi nha. Trời, có cái máy cassette luôn nữa nè, quá tuyệt vời luôn. Đây nữa nè, ha, trái tim, ui, một bé thỏ ăn trái tim nữa. Rồi váy, 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 bánh, 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 wow, ly kem nè, giống như thật luôn nha. Xem nè, kem dâu, có cherry, kiwi, wow, có cả khế và sô-cô-la nữa, quá tuyệt vời luôn. Và đây là tầng thứ nhất nha, có cả một bó hoa nữa nè nha. Chúng ta sẽ dỡ lên tầng thứ hai của cái bộ sticker 30.000 này. Wow, một cái bạn nè ha, cái tóc mà thắt thành cái nơ luôn, màu hồng rất là xinh đúng không nào. Wow, còn có một cái gương nữa nè, cái gương này mà đặt ở trong phòng để thay đồ thì quá tuyệt vời luôn đúng không nào. Rồi, cái vali, lần đầu tiên chị thấy sticker mà có vali và cái ngựa nè, xà bông luôn. Ôi, cái bạn này thì thắt tóc cũng đẹp nữa nha. Một dĩa thức ăn luôn nè. Rồi mền, gối, ghế, đồ ăn. Á, có bạn có bác sĩ dưới nữa, là hai bạn bác sĩ. Rồi bạn này thì ha, tóc thắt bính nè, quá xinh luôn. Trời ơi, còn có cái gì đây, giống zombie quá. Á, option, một cái phao nữa chứ. Rồi bạn này nữa. Rồi, ôi, cái bộ này đúng là tuyệt vời luôn á nha. Nếu như mà mình lấy cái bộ này thì mình sẽ đóng phim gì đây ta. Đây, bạn này ha, thì là tóc vàng, không biết là bạn nào sẽ đóng vai chính nữa. Đây, tóc vàng, tóc hồng, tóc hồng đậm, đây nãy tóc cam chứ, tóc tím, tóc vàng dài. Đó, trong bốn cô nàng này thì không biết ai sẽ là người đóng vai chính cho bộ phim nữa. Ai đẹp nhất thì sẽ được đóng vai người dễ thương nhất đúng không? Không biết ai dễ thương nhất luôn á, ai cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi, nhìn cái tô nè, cái tô trái cây nè, có cái vỏ dưa hấu nữa. Cái này mà ăn thiệt là quá đã luôn. 30.000 nha. Và không phải là chỉ có một bộ này đâu, mình còn có thêm một cái bộ này nữa, cũng là 30.000 đồng luôn nha. Hãy xem đây. Wow, nó còn có là cái ánh hologram nữa. Giống như cái đuôi con công luôn nè, thấy không. Hồi ôi, cả một kệ tủ bếp luôn. Váy nè, à, có bé công đây nữa. Rồi, bông hoa, váy nè, xinh chưa. Ngôi nhà nữa chứ. Trời ơi, đúng là bộ 30.000 sao mà nó đẹp quá trời đẹp luôn. Chỉ có vài bộ thôi, mình tranh sở thủ mà mua đó. Trời ơi, ly trà sữa nè, nhìn là muốn uống luôn. Một cô tiên nho nhỏ xinh xinh, rất là lạ mắt luôn nha. Và ở đây cũng có bé gấu bác sĩ. Hin hin hin, một cái nón nữa nè, kem nữa nè, và váy áo là nó quá xinh đẹp luôn nha. Một cái cây nữa chứ, lần đầu tiên có cái cây luôn, để mình đỡ phải vẽ phông nền á, rất là xinh. Chúng ta xuống tầng dưới thì sẽ cũng giống như cái kia ha, cũng có là một bạn nè, hai bạn nè, ba bạn và bốn bạn và năm bạn luôn. Và những bạn này thì để tóc dài ha, tóc hồng nè. Ôi, tóc hồng này là có cặp mắt galaxy, quá đẹp. Rồi tới bé mèo. Rồi tới bạn này, tóc vàng. Rồi, ôi, bạn này đóng vai mẹ là hợp lý luôn nha. Nếu như bạn, ấy, chị xin lỗi, thật ra bạn này là đóng vai Bạch Tuyết cũng được. Tuy nhiên nếu như cần thiết, mình cũng có thể cho một cái vai mẹ, mẹ kế chẳng hạn nha. Rồi ở đây, tóc xanh. Và hồi mái tóc Galaxy, có ai yêu thích tông Galaxy không? Bình chọn cho cô gái này, mái tóc quá xinh luôn. Và váy nữa nè. Ôi, nhiều quá, nhưng mà lại không biết là nội dung câu chuyện nào luôn các bạn ơi, các bạn ơi. Con bướm bướm nữa nè. Rồi, ngoài cái đó thì có đây ha, rất là nhiều cái sticker nhỏ luôn. Và còn nữa, một bộ sticker khổng lồ nữa đây nè, cũng lại 30.000 nha. Thì ở đây là sticker nam. Đó, sticker nam rất là hiếm, nào giờ á là mình không có những cái bạn nam để đóng phim. Đó, mấy bạn nam là chuyên môn phải dùng lại, bữa nay sưu tập được cái bộ sticker nam. Thì ở trên nè ha, nó sẽ có rất là nhiều đồ cho con trai. Đó, hoàng tử các thể loại. Đây, một là bộ màu trắng nè,
rồi tới là trắng, trắng đó là trắng đỏ, rồi này trắng xanh. Bộ màu tím có cầm bông hoa, này là lúc làm đám cưới nè, tặng hoa nè. Wow, cái này thì có áo choàng nữa, rất là xinh và nhiều bộ đồ đẹp nữa nha. Trời ơi, cái váy kìa. Yeah, cái váy quá đẹp luôn. Cái nào cũng đẹp hết luôn. Ý, một bé mèo nữa. Xinh quá, xinh quá, xinh quá. Và chúng ta xem ở phía dưới. Đây, xem ở phía dưới thì cái bộ sticker 30.000 này sẽ có là hai bạn nam và ba bạn nữ nha. Đây, chúng ta xem gần rồi. Bạn nam này tóc nâu. Úi chà, đẹp quá à. Này là mặc bộ đồ lót ở trong, là bộ đồ ngủ ở nhà nè. Đó, bạn này tóc vàng. Xong rồi mình sẽ mặc những cái bộ đồ kia lên ha. Ở phía trong này vẫn có rất là nhiều váy luôn. Ui nè, tóc tím nè, tóc tím mộng mơ. Ui, cũng là tóc tím luôn, dài thiệt dài. À, bên đây thì là tóc hồng nữa. À, bé thỏ nữa. Trời ơi, một chùm bóng bóng luôn. Ôi, rất là đẹp luôn nha. 30.000 đồng, như vậy là chúng ta sẽ có 3 bộ 30.000 đồng. Chỉ cần 100.000 thôi ha, là chúng ta có được 3 bộ này. Rồi còn dư tiền mua thêm được một cái sticker loại 10.000 có cây đũa thần này nữa. Đây, sticker nhỏ thì mình mua rất là nhiều luôn ha. Sticker 10.000 nè, có tiên cá nè. Rồi sticker này thì là sticker chân dài, thấy không? Cái chân nó rất là dài luôn. Nhưng mà váy của nó cũng rất là đẹp. Đó, thấy không? 5.000. Cái loại 5.000 thì dĩ nhiên là nó không có đẹp bằng, nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Đó, cũng nhiều đồ lắm, nó nhỏ hơn ha. Đây, sticker của nó nhỏ hơn, đây cho các bạn xem. Ví dụ như là bạn này to như thế này, đúng không? Thì cái bạn sticker 5.000 nè, nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều ha. Này, nó nhỏ xíu thôi. Đó, nhỏ xíu thôi, như thế này. Hoặc là bạn này nè, còn nhỏ hơn nữa đó. Cũng là sticker, như thấy không? Nè, bạn này nhỏ nè, bạn này nhỏ hơn. Đó, bạn này thì to hơn. Đó, càng to thì càng đẹp nha, thấy không? Ba size luôn, thấy không? Bạn to, bạn nhỏ, bạn nhỏ. Đó, tiên cá cũng vậy. Sticker có rất là nhiều mẫu nha, thấy không? Bạn này thì lại là mập mập lùng lùng. Đây, bạn nào mập mập lùng lùng dễ cưng. Rồi ha, để coi coi. Đây, sticker này thì là loại lớn hơn. Loại này là loại 10.000 hay là 14.000 gì nè, thì nó cũng to hơn, thấy không? Đây, mình sẽ so sánh để biết nè ha. Đây là sticker lớn, nhỏ, nhỏ. Sticker 30 thì nó vừa nhiều mà nó vừa to. Wow, còn cái sticker 5.000 thì nó quá tuyệt vời. Người thì cũng không quá nhỏ nè ha, mà những cô nàng thì tóc rất là đẹp luôn. Đây, bộ sticker 5.000 này rất là đẹp luôn nha. Mình là mối ruột luôn của shop Bếp Chibi. Có sticker mới về là mình sẽ qua mình mua liền. Đó, rất là nhiều luôn. Tiên cá nè, tiên cá cũng có nhiều loại nữa, thấy không? Đây, có điều là chưa biết đóng phim gì thôi, không biết là làm phim tiên cá hay là làm phim gì. Đây, giờ mình có nhiều loại cá lắm. Đây nè ha, cá đuôi dài, thấy không? Đây, cá đuôi dài. Cá tóc xoăn. Đây, cá tóc xoăn. Yeah, rất là dễ thương. Rồi nè ha, cá tóc cột. À, cá mà đuôi cá tóc cột lên luôn. Rồi cái này thì cá cũng dạng là đuôi dài nè, nhưng mà không có dài bằng bên đây, thấy không? Ở bên đây thì đuôi dài hơn bên đây, nhưng mà cũng dạng đuôi dài á. Sưu tầm rất là nhiều luôn, nhiều ơi là nhiều luôn á. Và khi mà có sticker mới thì mình mới chuẩn bị được bộ phim mới nha. Bữa giờ không có ra video là tại vì chưa có được những cái sticker đẹp ưng ý, và đây là mới mua về. À, có sticker rồi thì sẽ có câu chuyện tiếp theo, nhớ đón xem nha. Còn thấy những bộ sticker này có đẹp không nào? Đó, thích bộ nào nhất? Bộ 10.000 hay bộ 5.000 hay là bộ 30.000? Trong 3 bộ 30.000 thì thích bộ nào nhất? Nhớ comment nha. Đó, bạn nào mà muốn đặt hàng thì hãy ủng hộ shop Bếp Chibi. Số điện thoại là 0937 899 707 nha. Đặc biệt là shop Bếp Chibi còn có là cái trang YouTube luôn đó. Trang YouTube là Bé Úc Chibi luôn nha. Các bạn có thể vào đó xem, shop bán rất là nhiều luôn. Không phải riêng sticker này đâu, nhiều loại sticker lắm. Và còn có cả sổ tô màu, tranh cát, rồi tranh cào thang. Đầy đủ hết luôn, trời cái váy này quá đẹp luôn á. Trong 3 bộ sticker loại 30.000 này, không biết là mình sẽ chọn bộ nào đây ta. À, thật là nhiều sticker quá, cũng rất là khó chọn lựa luôn. Không biết là sẽ chọn câu chuyện nào.
mà chắc chắn là sẽ có một cái anh chàng trong cái bộ sticker mới này rồi. Trời ơi, nhìn nè, không phải sticker mà là cái bao bì mà quá đẹp luôn. Thấy không? Đó. Và thôi, video cũng dài rồi, giới thiệu như đây đủ rồi. Khi nào có sticker mới đẹp và lạ mắt nữa thì sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau. Nếu thích nhớ bấm like cũng như đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện để cùng xem những câu chuyện tiếp theo.